Xin chào các bạn đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và tiếp tục cái chuỗi video đánh giá xe đạp thể thao cũ bán ở trên cái trang chatot.com. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm video để đánh giá cho các bác ngẫu nhiên các cái xe đạp bán ở trên đây. Và như thường lệ thì lý do là tại sao em làm video này, bởi vì em muốn trang bị cho các bác mới tìm hiểu về xe đạp thể thao một cái kiến thức như cơ bản nhất định để tránh các bác bị những cái thiệt hại nhất định khi mà không hiểu về 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 xe, chưa hiểu về xe thì mua ở một số nơi thì sẽ bị là mà bị thiệt hại nhất định, tức là bị giá cao hơn so với giá trị thực tế, tức là cái sản phẩm mang lại đấy. Và cái điều thứ hai đó là những cái video này chỉ dành cho các cái bác mà mới tìm hiểu xe đạp thể thao và chưa hiểu về nhiều về xe đạp thể thao, còn các bác chơi lâu thì có thể bỏ qua video này. Và tiếp tục bây giờ em sẽ quay màn hình để review ngẫu nhiên một trang ở trong xe đạp trong chatot.com. Vâng, cảm ơn. Bây giờ các bác sẽ tiếp tục xem video nhé. Như các bác có thể nhìn thấy đây là trang chatot xe đây. Em nhấn ngẫu nhiên một pet xa xa tí. Rồi, tiếp tục là đầu tiên là địa hình heo heo gì đây. Được quảng cáo là Đức mang về. Xem nào. Con này đầy ăn tút. Phanh đĩa cơ. German cái tem này không tin được, cái tem này thì in đề can dán vào, không tin được cái tem này. Bao tiền? 3 triệu 8. Ôi, 3 triệu 8 mua được. Nói chung là xe này là cái thương hiệu là khỉ gió gì thì người người nói chung là với cái tầm tiền này thì 3 triệu 8 là mua được. Hợp lý. Tiếp theo này, bô rô sườn sắt này. Ui, 7 triệu. Hai phết nhỉ. Em rất thích sưu tầm xe cổ các bạn. 7 triệu con này, nếu mà thật sự là xe cổ này thì vô giá. Đấy. Với người thích thì bao tiền mua và với người không thích thì cho còn cân sức vụn. Con Pozo này cũng trông dáng rất dấp cũng được, 7 triệu hợp lý, em đi mua 7 triệu mua hay. Ai mà bác nào mà thích đam mê xe cổ là mua được. Tiếp theo này, Quốc Nhật xịn toàn nhôm. Xem có phải nhôm không, nhôm gì con này. Con này may ra thì là cái rắc co là nhôm thôi, chứ còn khung này là khung sắt. Nó thuộc dòng đời cổ à, DOG à, cái gì đây chả nhìn thấy cái gì, nhưng mà tóm lại là đây bộ chuyển động là từ của Nhật thời cổ. Với cái này là cái khớp đối này là khung sắt rồi, có chăng là cái típ ống như ống này là nhôm thôi, tay chuyển số. Nói chung là những con này là đời cổ à, cái giá trị mà để mà sử dụng thì nó cũng còn ít thôi, nhưng mà cái giá trị sưu tầm ấy, cái giá trị mà theo năm tháng ấy, cái đời này là thời xưa là made in Japan thế này. Còn những cái năm mười mấy năm 25 trở lại đây thì những cái xe đạp mà dùng tại tại Japan mà người ta dùng Nhật dùng ấy thì chỉ có chủ yếu là sản xuất tại hai nước thôi. Đó là Nhật là à quên là Đài Loan và Trung Quốc thôi. Trung Quốc mà xuất sang Nhật thì cũng khá là tốt, nói chung là Trung Quốc và chính hãng thì nó cũng tốt ngang Đài Loan ấy. Đài Loan với Trung Quốc nó xem nhau. Thì đây, đây là cái xe mà sản xuất tại Nhật thời xưa, nhưng mà em nghĩ là có cái hai cái ống này này là bằng nhôm thôi, còn đâu là khung thì bằng sắt, đuôi bằng sắt. Giá trị sử dụng thì nó không còn được nhiều, nói chung là chỉ giá trị sưu tầm cổ vật mà giá nó tận 8 triệu 6 thôi, có phải rẻ đâu. Con này chỉ tầm khoảng 4 5 triệu mua chơi chơi. Tiếp theo này, bán Asama bánh 700C. Xe đua này là xe đua gọi là rẻ tiền, tay tay lười kiểu rẻ tiền. Tay lười này là không phải xe cổ mà xe mới, cái đôi tay lười này mà đời mới bây giờ người ta đúc bằng nhôm thì người ta bán có tầm đâu trên dưới 200 nghìn một đôi thôi. Để vớ vẩn, để tua lây líp vặn 7 tầng đùi 2 tầng bán 7 triệu 6 là đắt. Con này chỉ tầm 3 4 triệu thôi. Tiếp theo à, xe đạp cà phê gì đây,
Con này là khung sắt các bác nhá, nhìn đuôi nhỏ nhỏ này là biết này. Phốt phốt cắm này. Phốt cắm là có quả chám cắm, tóm lại là xe này xe rẻ rẻ tiền. Xem. Bác chủ bán triệu 7, triệu 7 là mua được tầm khoảng từ 1 triệu. 1 triệu hơn triệu là mua được. Tiếp theo này, Java Pro phục carbon. À, con Java Siluro này. Con Java Siluro này bên kênh của em bán nhiều mà, đồ Sora. Con này thường thì em sẽ bán là tầm khoảng 9 triệu rưỡi bao ship toàn quốc. Đây người dùng bán 12 triệu rưỡi. Con Java này là hiệu của Ý. Bánh thì dùng Mayer bạc đạn hết. Tức là Mayer bi vòng ấy, khá là trơn, cối lổ, tách tách nghe hay. Đồ Soza đúng rồi, con này con Yamaha Siro. Ở bên cửa hàng em thì bán được từ khoảng loanh quanh tầm khoảng 9 triệu rưỡi, 9 triệu 7 đến hơn 9 triệu tùy từng con. Đúng rồi, con này thì nguyên zin tất cả rồi. Đúng, vẫn là đùi đĩa này chuẩn rồi. Đồ Soza, Java Siluro. Cửa hàng em hay bán là tầm 9 triệu rưỡi bao ship. Đây người dùng mà, đây là cá nhân. Đó. Mua của cửa hàng là rẻ hơn cá nhân bán 12 triệu rưỡi bán cũ. Asama Martin 2 triệu 3. 2 triệu 3. Ui, với tầm giá này thì khung sắt à? Ui, khung sắt thì đắt rồi. Đây. Cái mỏ nó mỏng mỏng xíu vậy. Mà khung sắt mà là giá 2 triệu 3 là quá đắt, con này chỉ 5-700 nghìn thôi. Asama thương hiệu của Đài Loan, đặt nhà máy tận sản xuất tại Bình Dương, Việt Nam. Mà cái tay đè, cái tay 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 bấm gạt gạt xoay xoay tròn nên là tay kiểu rẻ tiền. Con này chỉ 5-700 nghìn thì mua tạm cho các cái cháu học sinh đi đỡ này. Tiếp theo này, xe đạp thể thao Mua gì đi, 1 triệu 2 ở con này. Khung nhôm. Đúng, khung nhôm. Khung nhôm. À, khung sắt rồi, lại cái này là cái mã này nó có nhỏ xíu vậy, khung sắt đắt đắt, con này 1,2 triệu đắt, con này cũng lại chỉ có 75-700 nghìn thôi thôi nhá, là mua được 1,2 triệu xe đạp đua cũng khung sắt luôn này. Đấy, cái mối hàn nó có nhỏ xíu vậy mà nó có hai cái tai nó mỏng dính mỏng teng này, này nhôm thì nó phải dày cơ, cái đoạn đuôi nó dày cơ, hàn gì hết này. Cái này đắt quá, 1,2 triệu đắt quá, 5-700 nghìn chấm hết. Xe tiếp theo là Trà Vinh này. Cũng khung sắt luôn. Toàn xe cùi 3 triệu, ui dồi, quá đắt luôn chứ không phải đắt nữa. Hết. Tiếp theo này. Xe phía kia. Ở phía kia thì xe này mà 1 triệu thì thà mua mới hơn, hơn mới có hơn triệu. Cái kiểu dáng Anh Quốc. Xe này được có mỗi cái ghi đông hay hay thôi chứ còn xe thì có gì đâu đặc biệt. Xe thì bãi Nhật đây nhưng mà loại rẻ tiền nó không thì không nhô. 1,9 triệu, 1,9 triệu nó mua được, tầm hơn triệu là mua được. Em quay này các bác nhìn rõ. Touring Cờ Lai hiệu Trung Quốc. 5,2 triệu hợp lý nhỉ. À cái con này thì có hôm hôm trước video trước thì em có thấy người thấy có người bán rồi, hợp lý. Gian XKR3 5 triệu đúng rồi, dòng này chỉ tầm 5 triệu hơn 5 triệu, đẹp lắm, gọi là đẹp mỹ mãn đi. Con này là xước hết càng này. Càng xước hết. Đẹp mỹ mãn thì tầm khoảng 6 triệu 7 triệu gì đấy. Thế còn xấu xấu như này thì chỉ 4 triệu mấy 5 triệu là đúng rồi. Ok, em chỉ có đánh giá được qua vậy bởi vì ảnh nó có ít. Mà em nói thêm đó là em làm video đánh giá thì các bác tự xem ngâm ký, đừng bác nào mà nhắn tin Zalo cho em là em ơi con này anh có mua được không, mua được bao tiền nhé, em không có thời gian trả lời những cái câu hỏi ấy đâu. Các bác theo dõi thêm ở trên video đó, em chỉ có thời gian làm video một lần như này và các bác tự xem nghiên cứu chứ đừng ai mà inbox Zalo cho em hỏi là em ơi mua có được không nhé. Xe đạp Lai. Lai là một cái hãng mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam sau hãng An Cốt, nó cũng tương tự như hãng An Cốt đặt tại làm tại Trung Quốc nhưng đổi thương hiệu đi thôi. Đấy, Shimano là Shimano Tourlay chính hãng đây rồi, nhưng mà cái loại này là thấp cấp nhất trong các cái dòng Tourlay.
Lip vạn 7 tầng, nói chung là bao nhiêu tiền? 4 triệu rưỡi. Ai thích xe cổ thì mua, ai muốn giá trị sử dụng tốt thì không không nhiều sự lựa chọn khác. Đấy, ví dụ như cùng một chiếc Java Siluro nữa, con này cũng Java mà con này 7 triệu 8, con kia em bảo là người ta bán là 12 triệu rưỡi, còn em có thì em bán là 9 triệu rưỡi, mà tại sao lại khác nhau như vậy? Thì cùng là một chiếc Java các bác nhá, nhưng mà các bác phải phân biệt là con này nó là đồ gì, con kia là đồ Sora, còn con này là Claris. Claris thì nó thấp hơn Sora một đời, một cấp bậc, đấy, kiểu như là trung úy và đại úy đấy, thì con này chỉ là trung úy thôi, đùi cũng đùi rỗng đây đấy, để Claris các bác nhá, Shimano Claris. Thì các bác muốn biết Shimano Claris hay Sora thì các bác cứ gõ vào phân biệt, gõ vào Google này, phân biệt các bộ chuyển động Shimano đấy. Đấy, các Google lúc xếp Shimano thì nó xếp hạng rồi, thằng nào thấp nhất, thằng nào cao nhất thì có nhiều thông tin mà. Đấy, cùng làm Java nhưng mà cái chất liệu nhôm nó cũng nhẹ hơn này, với cái cấu hình cao hơn. Bánh thì bánh con này là bánh bạc đạn, à quên, bánh bi côn đồi, còn kia là bánh bi vòng đấy. Calazit không bằng, con này là velo, veloke, còn con kia là siluro, mà con này chỉ dùng đồ calazit, còn con kia là dùng đồ sora mà cao cấp hơn hẳn. Em bên 7 triệu 8 là đúng rồi. Nếu như em có con này thì em bán cũng xem tầm giá này, bao ship. Tiếp theo là Gian XTC. Gian XTC mới 99%, tức là xe đã qua dùng, giá chính hãng 14 triệu, đúng rồi. Thì như các bác đã theo dõi thì trên kênh của em thỉnh thoảng em có bán con XTC này, nếu mà có thì bán loanh quanh tầm trên dưới 10 triệu bao ship cho khách hàng, chuyển tiền hết. Đấy, thì con XTC này nó khá khá là ok trong trong cái dòng mà địa hình đấy các bạn, cấu hình nó khá cao, đồ DOG, DOG thì các bác lại vào gõ Shimano DOG, gõ hỏi Google ấy, có tốt không? DOG nó gần đứng chung cuối rồi, nó chỉ sau có DOD XT thôi. Đấy, giảm sóc thì nói chung là con XTC, dòng địa hình của Gian ấy nó chia làm hai dòng, một là dòng ATX là dòng phổ thông và dòng rẻ tiền, hai là dòng cao cấp, đó là dòng XTC, cứ có chữ XTC là cao cấp. Đấy, riêng dòng Gian cao XTC là sẽ cao cấp hơn ATX. Đấy, ví dụ Gian ATX gì gì đó thì bao giờ nó chỉ khoảng tầm 8 triệu mới đổ xuống thôi, còn XTC là bao giờ cũng phải trên 10 triệu đổ lên mới. Thế ví dụ con này là hãng bán 14 triệu đây, mới 14 triệu và người dùng đi một chút bán 12 triệu, trong khi đó cửa hàng em cũng nhiều, rất nhiều con khá là mới và bán loanh quanh đâu 10 triệu và bao ship cho các bác. Tiếp theo hết rồi. Ở đây con Azibai, Azibai thì nó cũng như Ancos với lại nó cũng như là Lai, hãng xe đạp Lai thôi, nó cũng là đặt sản xuất tại Trung Quốc. Theo một cái thương hiệu của một ông muốn đặt, ví dụ bây giờ em nhiều tiền em mang sang Trung Quốc em bảo sản xuất cho tôi 1.000 con thương hiệu Kiên. Đấy, thì nó cũng làm xe thương hiệu Kiên Azi. Đây thì Azibai nó cũng như Ancos với lại nó cũng như cái gì? Nai, Nifei. Azibai như nhau, OEM từ Trung Quốc. Đấy, hết một trang rồi. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video khác đánh giá các cái trang gọi là cơ mẫu ngẫu nhiên khác nha các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.